Thưa quý vị, việc đội nón bảo hiểm khi lái xe máy đã trở thành một quy định bắt buộc từ rất lâu. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, chúng ta có thể bắt gặp nhiều người vẫn không đội nón bảo hiểm, coi thường sự an toàn của bản thân và quy định của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, thì chúng ta cũng có thể bắt gặp nhiều hình ảnh khác khá là đẹp và hiện nay đã trở thành một xu hướng mới, đặc biệt là ở các bạn trẻ. Không chỉ là nón bảo hiểm mà các bạn còn trang bị cho mình các đồ bảo hộ khác từ đầu tới chân. Đây là việc làm rất tốt trong việc bảo vệ an toàn cho mình khi tham gia giao thông. Anh Minh Triết là một người thường xuyên tham gia giao thông và luôn cẩn thận khi lái xe máy. Anh ấy đã đầu tư rất nhiều cho bản thân bằng cách sử dụng nón bảo hiểm tốt, trang bị thêm quần áo bảo hộ và găng tay. Đối với mình khi tham gia giao thông thì mình phải tuân thủ theo hai điều, đó là một là đi đúng luật giao thông, cái thứ hai là bảo hộ đúng cách. Cho nên là mình trang bị cho mình đầy đủ hết. Đồ bảo hộ này nhìn thấy nó vậy nhưng mà rất là mát khi mình di chuyển. Nó giúp cho mình bảo vệ ngực khi mà có tai nạn thì mình bảo vệ ngực, bảo vệ được phỉ tai. Bao tai này cũng vậy, nó có thể giúp cho mình giảm tai nạn khi mình có phản xạ, khi mình bị té là mình sẽ chống tay, cho nên cái này sẽ giúp cho mình giảm bớt được cái rủi ro về điều đó. Với những trang bị rất chu đáo, mọi người tham gia giao thông có thể hạn chế được rủi ro, đặc biệt là chấn thương sọ não, một vấn đề nhức nhối mà hầu như những ai gặp tai nạn giao thông đều gặp phải. Tôi mới tới Việt Nam mà thôi, nhưng tôi có thói quen chạy xe mô tô và phải trang bị thật đầy đủ phụ kiện. Nó như là thứ bắt buộc cho tôi khi chạy xe. Tôi đã mua nón bảo hiểm, áo và ngày hôm nay tôi đến đây mua găng tay để chuẩn bị đi khám phá Việt Nam. Cùng với đó, những phụ kiện này chúng ta rất dễ dàng để tìm kiếm những sản phẩm mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ chất lượng khi lái xe máy thông qua nhiều kênh mua sắm khác nhau với nhiều mẫu mã đa dạng. Ở đây không chỉ bảo hộ về nón, nhưng về cái đầu mà còn bảo hộ về thân hình, về tay, về chân này nọ, cũng an toàn, cũng nhiều cái về găng tay nữa. Nếu mình chạy ở tốc độ cao hơn nữa, bởi vì xu hướng giới trẻ họ lại thích về thân khối lớn thì họ muốn bảo hộ về găng tay, về giày. Bởi vì mấy cái đó nếu mình té ở tốc độ khoảng chừng 80 thôi á, là mình mà không có đồ bảo hộ là coi như là tay hoặc chân gì là nó sẽ là rất là tổn thương, rất là nặng. Khoa học đã chứng minh rằng với lực ma sát thông thường của bề mặt mặt đường, bạn sẽ mất đi 1 mm da thịt cho mỗi 1.5 km/h, nhanh hơn kể từ tốc độ 50 km/h trong trường hợp cơ thể bị trượt trên đường sau tai nạn. Như vậy, ở tốc độ 88 km/h, bạn sẽ mất đi khoảng 2.5 cm thịt. Chính vì vậy, mỗi người lái xe máy cần phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ mỗi khi ngồi sau tay lái để có thể bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình trong trường hợp xảy ra tai nạn.